Chào anh em nhá. Đấy chị nhá. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày mùng 8 á. Ngày mùng 8 tháng 4 anh em nhá. Đó, chị đang bạo lụt nhá. Đó, chim đó. Lại bay hết đằng sau. Hôm nay khả năng lại vài trăm. Thì hôm qua gọi thật sự 2 tiếng đồng hồ mới được một con về, không nào tối nó kéo u hết về. Chim bay nhanh à. Hôm nay đàn khá đông á. Nhưng mà hôm nay nó bay loạn lắm, đàn này đông hết đấy. Chịu chả nhìn gì. À, như muỗi này. Đàn này đông lắm đấy. Cậu nha, chim này. Xuống tận nơi quay đoạn đã thì tiếp. Quấn này. À, chim bạo nhiều nha, chim bạo lùm rồi nha. Đàn này chắc khoảng 300 anh em ạ. Đang bảo đấy. Một số bảo nhá. Phải tít. Mới bọ được một ít rồi nhá. Trên kia một bãi nha anh em. Trên kia một người đánh đằng kè cả một người đánh nha. Hôm nay là ba người đánh ở khu này nhá. Hôm nay là ba người đánh ở khu này. Chỗ lùm đây nhá. Ở chỗ lùm xanh to này một người này. Chỗ đằng này một người này. Ở chỗ đằng này một người này. Còn em cứ túc tắc đánh nơi thôi. Đằng này chắc được 300. Mới có bộ được một ít thôi nhá. Còn đâu vẫn bay. Quay ngào chứ em đánh cả vàng, em vàng mùi em đây nhá. Đấy, vàng mùi thì lâu lâu đấy. Em đánh cả vàng ở khu này. Đấy, bộ đây nhá. Đang nhòm đó. Đàn nó về hả? Má luôn. À, mấy ông xem trên kia bảo đàn nữa về, hú hồn được đàn nữa. Ôi bọn nhiều nhiều nhá anh em. Thôi em lên nhá, lên trên tí em úp em quay cho anh em xem nhá. Các cụ nhá. Cái này vẫn thoát này, nó là bị lưới bục đấy, lúc vào đấy. Đấy này. Không mà. À lưới bục vẫn già này. Đây anh em nhá. À, chị mà nằm đây là lấy được à? Đây. Ướt quần mà đây là vẫn già nè. Điệt.
mùa này lấy ăn ra nó bỏ bẻ. Bắt đi nhá em, đi cắm bạc hả? Đây nha các cụ nha. Bây giờ em bắt đầu mới bắt lông, chuẩn bị bắt lông. Đây. Em tạm đăng tư các cụ nha. Chắc được 300 thôi, 300, gần 300 thôi.